Có lẽ với những người làm ăn xa nhà thì chỉ có dịp Tết là có thể sum họp và quây quần bên gia đình người thân phải không ạ? Và nếu chúng ta có thể ngồi cùng bạn bè, gia đình người thân, cùng nhâm nhi tách cà phê thơm ngon, chắc hẳn là trong những ngày này là niềm vui vô cùng lớn lao. Chưa kể là không gian cũng như là những câu chuyện ý nghĩa sẽ diễn ra suốt một năm qua, giúp chúng ta có những buổi chiều nhẹ nhàng và đầy ý vị. Chính vì vậy mà bà Ngọc muốn tìm một sản phẩm cà phê độc đáo và thơm ngon để chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ này. Vậy thì anh Tùng có gợi ý gì cho bà Ngọc không ạ? Chắc chắn rồi, bản thân anh là một người rất là ghiền cà phê, cũng hay tìm tòi rồi khám phá những hương vị cà phê mới. Thì ngày hôm nay anh sẽ khui ra một sản phẩm cà phê để giới thiệu đến cho quý vị khán giả và Bảo Ngọc để có thể là có một cái sản phẩm ưng ý cho dịp Tết này. Đó chính là Coffee Organica Garden Durian, đến từ thương hiệu Má Sáu, là một sự kết hợp giữa sầu riêng hòa quyện tuyệt vời với cà phê tinh chất để tạo ra hương vị vô cùng thú vị. Cà phê lại kết hợp cùng với sầu riêng thì đây là lần đầu em Ngọc nghe thấy rồi. Vậy thì anh Tùng có thể kể cho Bảo Ngọc về hương vị của cà phê này được không ạ? Chắc chắn rồi, xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một video ngắn ngay sau đây. Coffee Organica Garden Durian là một món giải khát hòa tan uống liền, giúp người uống tỉnh táo tức thì. Cà phê 4:1 chủ yếu được dùng tại công sở, tại nhà và tại các khách sạn hoặc resort khu nghỉ dưỡng. Do cà phê hòa tan 4:1 được chuẩn bị rất nhanh, chúng cũng thường được dùng cho các hội thảo, hội nghị và các căng tin, cửa hàng bán thức ăn nhanh. Cà phê hòa tan 4:1 là loại cà phê hòa tan hỗn hợp đang rất được ưa chuộng nhờ tính tiện dụng, chuẩn bị nhanh và hương vị thơm ngon dễ uống. Cà phê này thường được đóng cho các gói nhỏ vừa đủ để pha một ly tiêu chuẩn. Các khách hàng tại Đông Nam Á và một vài thị trường mới nổi khác rất chuộng loại cà phê 4:1. Sản phẩm 4:1 cũng rất đa dạng với nhiều tỷ lệ phối trộn khác nhau dựa trên nền cà phê hòa tan nguyên chất. Cà phê sầu riêng Organica Garden sử dụng sầu riêng thật 100% từ những búi sầu riêng được tuyển chọn để sấy thành phẩm nên hương vị không thể lẫn vào đâu được. Sản phẩm được sản xuất trong quy trình khép kín và đang được xuất khẩu đi các nước như USA, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia. Hãy thưởng thức Coffee Organica Garden Durian, tận hưởng sự ngọt ngào thú vị mỗi ngày, quý vị nhé. Đây, xin mời Ngọc thưởng thức hương vị ly cà phê Organica Garden Durian để xem là có gây nghiện như anh nói không nhé. Em cảm ơn anh Tùng ạ. Anh Tùng ơi, ập vào mũi em là mùi hương thơm lừng của cà phê và có chút vị béo ngậy của sầu riêng đặc trưng anh ạ. Bây giờ thì em sẽ thử cảm nhận luôn ạ. Xin mời. Em cảm nhận được là ly cà phê sánh mịn này, vị sầu riêng thì ngọt vừa, không quá béo ngậy, lại kết hợp với một chút là vị đăng đắng của cà phê. Quả thật là rất thơm, ngon. Và nếu như em uống ly cà phê này thì em chắc chắn sẽ tiếp tục thưởng thức luôn ly thứ hai đấy anh Tùng ạ. Quý vị khán giả có thể đặt mua sản phẩm này qua kênh thương mại điện tử như là Alibaba, Lazada, Shopee hay là Tiki. Website đang được hiển thị trên màn hình để hưởng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ đơn vị cung cấp. Organica Garden, sản phẩm cà phê vì sức khỏe, thương hiệu Má Sáu Coffee.